thăm tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 19 tháng 12, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un đã qua đời ở tuổi 69 do đột quỵ khi đang tiến hành một chuyến thị sát bên ngoài thủ đô Bình Nhưỡng. Triều Tiên sẽ tổ chức quốc tang trong 12 ngày. Ông Kim Jong Un, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, được xác nhận chính thức là người kế nhiệm Chủ tịch Kim Jong Un. Ông Kim Jong Un sinh ngày 16 tháng 12 năm 1942. Năm 1964, ông tốt nghiệp khoa kinh tế chính trị Đại học Tổng hợp Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng. Ông lên nắm quyền ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên từ năm 1994 sau khi Chủ tịch Kim Nhật Thành qua đời. Năm 1975, Kim Jong Un được phong là nhà lãnh đạo kính mến và 5 năm sau được bầu vào Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, đặc trách vấn đề văn hóa và nghệ thuật của đất nước. Một nguồn tin cho biết, Kim Jong Un có niềm đam mê về điện ảnh. Ông có bộ sưu tập tới 20.000 bộ phim Hollywood và đã viết một cuốn sách về vấn đề điện ảnh. Bên cạnh đó, ông còn là một nhà soạn nhạc và kiến trúc sư lớn của nước này. Năm 1991, ông Kim Jong Un được bầu làm tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Ông tiếp quản quyền lãnh đạo đất nước đúng vào giai đoạn đất nước đặc biệt khó khăn về kinh tế, khi đối tác thương mại chính là Liên Xô đã tan vỡ. Hoạt động ngoại thương của Triều Tiên lúc đó gần như không còn gì, và nước này lâm vào cảnh cạn kiệt nhiên liệu cho các nhà máy. Thảm họa thiên nhiên cũng liên tiếp tàn phá mùa màng của Triều Tiên, gây ra nạn đói. Chính ông Kim Jong Un đã nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực bằng cách kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp, đặc biệt là từ nước láng giềng Trung Quốc. Cố gắng này được phản ánh qua nhiều chuyến thăm Trung Quốc cho đến tận những năm cuối đời của ông. Đặc biệt, hai chuyến thăm Bắc Kinh và Thượng Hải năm 2000 và 2001 của ông đã dẫn tới việc Triều Tiên bắt đầu cho phép doanh nghiệp tư nhân hoạt động trên quy mô nhỏ. Ông Kim Jong Un đã lãnh đạo Triều Tiên trong 17 năm, trải qua nhiều thăng trầm trong các mối quan hệ liên Triều và với các quốc gia phương Tây. Dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong Un, Triều Tiên đã có những bước đi mang tính lịch sử để cải thiện quan hệ với Hàn Quốc. Tháng 6 năm 2000, ông có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Kim Tae-chung, cuộc tiếp xúc cấp cao liên Triều đầu tiên kể từ cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 này là một trong những sự kiện quốc tế nổi bật nhất năm đầu của thiên niên kỷ mới. Kết quả của sự kiện này là việc gia tăng kênh liên lạc giữa hai miền, như cho phép đoàn tụ những gia đình ly tán do chiến tranh sau nhiều thập kỷ. Quan hệ liên Triều xấu đi nghiêm trọng năm ngoái sau các vụ chìm tàu quân sự của Hàn Quốc và việc Triều Tiên nã pháo lên đảo Tiền Tiêu của miền Nam. Sự nghiệp lãnh đạo của ông Kim Jong Un cũng gắn liền với các hoạt động thử tên lửa và hạt nhân gây chấn động của Triều Tiên. Ông kiên quyết giữ quan điểm phát triển chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng với vụ thử hạt nhân đầu tiên vào năm 2006, bất chấp sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng từng được hy vọng sẽ là phương cách phi hạt nhân hóa bán đảo này, nhưng qua nhiều năm vẫn đang ì ạch. Bên cạnh đó là sự công khai hóa chương trình phát triển tên lửa tầm xa của Triều Tiên với tầm bắn theo thiết kế có thể vươn tới tận các thành phố của Mỹ. Tháng 4 năm 2009, Hiến pháp của Triều Tiên được sửa đổi, trong đó chính thức coi ông Kim Jong Un là lãnh tụ tối cao, bên cạnh cách tôn vinh ông trước đó là lãnh tụ kính mến. Những chức danh ông nắm giữ bao gồm Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên, Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên, quân đội có quy mô lớn thứ tư thế giới hiện nay. Năm 2010, tạp chí Forbes xếp ông Kim Jong Un đứng thứ 31 trong danh sách những người có quyền lực nhất hành tinh. Sinh thời, ông Kim Jong Un không thích đi máy bay. Các chuyến công cán của ông, kể cả ra nước ngoài, đều được thực hiện bằng tàu hỏa. Phương tiện giao thông này cũng được Kim Jong Un lựa chọn cho hai chuyến công du nước ngoài cuối cùng của ông, tới Trung Quốc vào tháng 5 năm 2011 và sang vùng Viễn Đông của Nga vào cuối tháng 8 năm 2011. Thông cáo do hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA phát đi ngay sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un qua đời vào ngày 19 tháng 12, kêu gọi cả nước giữ vững và tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí trong đảng, quân đội và nhân dân. Thông cáo kêu gọi người dân Triều Tiên biến đau thương thành sức mạnh và lòng quả cảm, nâng cao tiềm lực quân sự để phục vụ sự nghiệp bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa và những thành quả cách mạng, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân. Bên cạnh đó,
Đảng Lao động Triều Tiên và người dân Triều Tiên sẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị và đoàn kết với nhân dân các nước vì nền độc lập, hòa bình và hữu nghị, vì lý tưởng xây dựng một thế giới không có thù hận, chiến tranh. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon bày tỏ sự thương cảm với người dân Triều Tiên, tái khẳng định cam kết của Liên Hợp Quốc vì hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Ông Ban Ki-moon nói rằng hệ thống Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục giúp đỡ người dân Triều Tiên. Cộng đồng quốc tế chia buồn với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un qua đời, đồng thời kêu gọi giữ ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Cho tới nay, các nước đều tỏ ra thận trọng với việc Kim Jong-un kế nhiệm ông Kim Jong-un. Đa số các chính phủ phương Tây chờ đợi dấu hiệu của một sự tiến triển theo chiều hướng tích cực. Theo chuyên gia Jean Vincent Brisset, giám đốc nghiên cứu thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS, cái chết của nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ không tác động gì nhiều tới tình hình Bắc Triều Tiên, ít nhất là trong thời gian đầu. Ông Jean Vincent Brisset cho rằng sự kiện này không phải là điều bất ngờ vì việc kế nhiệm đã được chuẩn bị từ hơn một năm nay. Vấn đề còn lại là liệu Kim Jong-un sẽ tiếp tục sự nghiệp chính trị mà ông Kim Jong-un để lại hay sẽ chọn con đường mở cửa đất nước ra thế giới bên ngoài để ngăn chặn nạn thiếu lương thực đang tàn phá đất nước từ nhiều năm nay.